Xin chào các bạn ha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tra cứu vào cái bộ nhớ dùng chung. Khi mà mình chia sẻ cho các bạn cái bộ nhớ dùng chung của chương trình 3X ha, thì đây là cái bộ nhớ dùng chung của mình. Có video của các khóa trước cũng như những cái nội dung, những video của những cái chương trình, những nội dung mà ngoài cái chương trình 3X của mình ha, thì các bạn có thể xem lại và học lại qua video của từng khóa như thế này. Thì sau khi mình cấp cho các bạn cái danh sách ra đây, ví dụ như là mình đã cấp cho các bạn cái thành viên ở trong cái bộ nhớ dùng chung này, cấp cái quyền cho các bạn rồi, thì các bạn sẽ nhận được một cái mail, các bạn sẽ nhận được cái thông tin thông báo qua email ha. Như đây, ở đây các bạn thấy bạn này đã nhận được cái thông báo nè. Sau khi mình cấp thì bạn đã nhận được cái thông báo ở đây, nhận được thư ở đây. Nếu như các bạn không thấy thư của mình ở trong cái hộp thư đến á, thì các bạn có thể vào cái mục cái danh sách mở rộng và tìm kiếm ở trong này tất cả thư, cái mục vào ví dụ như tất cả thư ở đây, hoặc là vào cái phần spam hay là quảng cáo ở đây ha. Thì đôi khi tại vì cái thư của mình nó gửi đi nhiều ha, thì các bạn hãy vào đây các bạn tìm kiếm thì, nếu các bạn không thấy được ở trong cái hộp thư đến. Đó, thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy cái mail ở đây. Rồi sau đó các bạn hãy click vào xem nhóm này. Click vào xem nhóm này ha. Sau khi các bạn mở mail lên thì các bạn hãy click vào cái xem nhóm này. Click vào. Và ở đây nó có các cuộc trò chuyện ở đây. Thư viện 3X ở đây. Lưu trữ cái thư viện 3X cạch tinh ở đây. Thì đây là cái thư mục lớn. Thì chúng ta cứ mở, chúng ta xem từng cái mục này. Đó, rồi chúng ta mở ra. Đó, thì các bạn sẽ thấy ngay được cái thư viện 3X của mình ha. Thì trong thư viện 3X là cái nơi lưu trữ tài liệu để chúng ta tham khảo và chúng ta tải về. Còn cái phần mà video á, thì nó sẽ nằm ở trong cái phần này. Cái phần này ha, ở trong lưu trữ 3X. Đây các bạn, lưu trữ 3X nè. Đó, lưu trữ 3X ở đây. Thì các bạn sẽ mở lên, click vào và mở lên ha. Đây, chúng ta sẽ click vào mở cái thư ra. Và chúng ta bấm vào mở bộ nhớ dùng chung. Đó, thì các bạn sẽ thấy toàn bộ những cái video của tất cả các khóa. Và chúng ta chỉ cần click vào đây chúng ta xem. Chúng ta mở lên chúng ta xem ha. Mở video lên. Thì video của mình á nó khá là dài, nó từ 2 tiếng đồng hồ trở lên, nó khá là nặng. Cho nên khi chúng ta mở lên á thì chúng ta chờ Google nó load cũng 1 đến 2 phút gì đó ha, tùy theo mạng của mỗi người. Và khi chúng ta xem á, để mà chúng ta xem cho nó rõ nét hơn á, thì các bạn click vào cái biểu tượng cài đặt ở đây. Mình click vào. Và ở phần chất lượng này, chúng ta chọn cái chất lượng cao nhất. Ví dụ ở đây 360 nè, 720 thì chúng ta chọn cái phần cao nhất để chúng ta xem ha. Đó, thì nó sẽ rõ hơn. Rồi sau khi các bạn click vào lần đầu tiên rồi đó, thì sau đó các bạn có thể là vào cái driver ở đây. Các bạn vào driver ở đây ha. Thì một cái thời gian nhất định nào đó thì sau này các bạn chỉ cần vào driver và các bạn sẽ thấy cái bộ nhớ dùng chung. Hiện tại thì nó chưa có hiện lên được cái bộ nhớ dùng chung của các bạn ha. Đó. Một thời gian nhất định nào đó thì Google các bạn click vào driver thì các bạn sẽ thấy cái bộ nhớ dùng chung ha. Đó. Cho nên các bạn sẽ lưu trữ cái thư này lại ha, lưu trữ cái thư này lại đó. Các bạn hãy lưu cái thư này lại ở một cái thư mục nhất định nào đó ha. Các bạn có thể mở cái tab này ra để mình lưu những cái thư quan trọng lại. Vậy nè, các bạn lưu những cái thư quan trọng lại. Ví dụ như ở đây tôi sẽ tạo ra một cái tab như sau đây, quản lý nhãn ha. Các bạn vào phần quản lý nhãn này, các bạn click vào tạo nhãn mới. Tạo nhãn mới ha. Ví dụ các bạn ở đây là mình đang học chương trình 3X Accounting đúng không? Đó, thì các bạn sẽ tạo cái nhãn ra để mình lưu trữ những cái thông tin quan trọng, cái thư quan trọng liên quan đến cái chương trình của mình. Các bạn click tạo ha. Đó. Sau đó các bạn click vào đây, những cái thư nào liên quan đến quan trọng ở đây thì các bạn click vào đây. Bạn hãy di chuyển nó tới nè, di chuyển tới nè. Đó, các bạn di chuyển nó tới ha. Di chuyển cái mục, các bạn nên di chuyển luôn cái mục này đi ha. Di chuyển luôn ha, các bạn nên di chuyển cái mục này. Sau khi các bạn tạo cái tab xong á thì các bạn có thể click vào chọn cái mail nè. Và sau đó các bạn di chuyển tới cái mục này để sau này mà lỡ chúng ta có xóa cái hộp thư của chúng ta nó đài lên thì chúng ta xóa thì trong cái tab của chúng ta nó vẫn còn ha. Ở đây đó. Thì vậy nè,
Ví dụ như hộp thư của các bạn sau này nó đầy, các bạn chọn vào đây các bạn xóa đúng không? Các bạn chọn những cái thư mục này các bạn xóa chẳng hạn đó. Thì khi chúng ta xóa thì cái những cái nội dung mà chúng ta đã chuyển vào cái tab 3x này nó sẽ còn ở trong đây, nó không có bị mất ha. Và chúng ta click vào là chúng ta xem nhóm lại này. Đó. Ví dụ như giả sử các bạn không thấy cái bộ nhớ dùng chung, đó thì các bạn cứ vào đây các bạn mở đây các bạn xem. Đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái video của mình ha. Đó.